Sáng nay, ngày 6 tháng 11, kỳ họp thứ 6 của Quốc hội bắt đầu hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn. Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, mở đầu chất vấn trực tiếp, đã có 113 đại biểu đăng ký chất vấn. Nhiều nội dung nóng được các đại biểu đặt ra. Đại biểu Huỳnh Thị Phúc, Bà Rịa Vũng Tàu, cho biết cử tri đã nhiều lần phản ánh việc mua bảo hiểm bắt buộc, trách nhiệm dân sự đối với ô tô, xe máy chưa mang lại lợi ích thiết thực vì thủ tục bồi thường quá nhiều khó khăn, phức tạp. Việc mua bảo hiểm loại này chủ yếu tránh bị cơ quan chức năng xử phạt. Trả lời vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phất cho biết vấn đề bảo hiểm xe cơ giới được quy định tại Luật Giao thông Đường bộ và Luật Bảo hiểm. Đây là một hình thức bảo hiểm bắt buộc. Thời gian qua, xe máy bị tai nạn chiếm 64%. Từ năm 2021 đến tháng 9 năm 2023, các công ty bảo hiểm đã chi trả cho người bị tai nạn số tiền rất lớn, gần 2.300 tỷ đồng. Điều đó thể hiện luật kinh doanh bảo hiểm và luật giao thông đường bộ đã bảo vệ người lái xe máy. Bởi người sử dụng xe máy đa số thu nhập không cao, khi có ảnh hưởng tính mạng thì bảo hiểm chi trả tối đa là 150 triệu, xe hư hỏng thì trả tối đa 50 triệu. Để thuận lợi chi trả cho người dân hơn, Nghị định 67 của Chính phủ liên quan vấn đề này đã quy định trong vòng 3 ngày, công ty bảo hiểm phải chi trả cho người bị tai nạn. Nếu ảnh hưởng tới tính mạng thì mới cần có biên bản, giấy tờ của công an, còn không thì chỉ cần có file ảnh và cung cấp hồ sơ điện tử là sẽ được giải quyết hưởng bảo hiểm. Sáng ngày 6 tháng 11, tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn kỳ họp thứ 6 của Quốc hội, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Lê Minh Trí cho biết đã ban hành 14 kiến nghị với cơ quan, tổ chức hữu quan áp dụng biện pháp phòng ngừa vi phạm và tội phạm trong hoạt động quản lý liên quan đất đai. Song song đó, ngành kiểm sát đã đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, tập trung chỉ đạo các biện pháp nghiệp vụ nhằm bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của hiến pháp, pháp luật, nhất là nhiệm vụ chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm. Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cũng nhận định ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong ngành là giải pháp đột phá để khắc phục hạn chế trong quản lý, chỉ đạo điều hành và công tác thống kê, lưu trữ, bảo đảm khai thác, sử dụng dữ liệu hiệu quả, phục vụ công tác chuyên môn. Về kết quả thực hiện nghị quyết số 82/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2019, Viện Kiểm sát các cấp đã quán triệt thực hiện nghiêm chỉ thị của Đảng, Nhà nước và các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật để phát hiện, xử lý các hành vi phạm tội liên quan quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị. Ngày 6 tháng 11, đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Thủ Đức về công tác giải ngân vốn đầu tư công. Mở đầu buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cho biết, thành phố Hồ Chí Minh thống nhất triển khai đợt thi đua cao điểm 60 ngày đêm để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2023, đặc biệt là đầu tư công. Theo đồng chí, thành phố Thủ Đức có khối lượng nhiệm vụ đầu tư công rất lớn. Từ đầu năm đến nay, đây cũng là một trong những địa phương, đơn vị giải ngân vốn đầu tư công khá cao trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Đồng chí đánh giá, giải ngân đầu tư công tại thành phố Thủ Đức không chỉ là việc của thành phố Thủ Đức mà còn liên quan rất lớn đến các bang của thành phố Hồ Chí Minh. Việc giải ngân đầu tư công vừa thúc đẩy các công trình của thành phố Thủ Đức, vừa thúc đẩy công trình của thành phố Hồ Chí Minh. Yêu cầu thành phố Thủ Đức phải là đơn vị đi đầu, về đích sớm, trước về đầu tư công trong khối các quận, huyện. Đồng chí Phan Văn Mãi nhấn mạnh, chúng ta phải đặt ra nền tảng để thành phố Thủ Đức tăng tốc, bứt phá rõ nét, đi trước và đi xa để cùng kéo toa tàu của thành phố Hồ Chí Minh phát triển. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh lưu ý, buổi làm việc cần bám sát các trọng tâm, gỡ điểm nghẽn, tập trung giải pháp cơ bản, nhất là sự phối hợp giữa các sở, ngành với thành phố Thủ Đức để hoàn thành mục tiêu năm 2023. Từ hôm nay, ngày 6 tháng 11, 6 trường học trên địa bàn thành phố Thủ Đức tổ chức lại bữa ăn bán trú cho học sinh sau hơn một tuần tạm ngưng công tác bán trú, gồm trường tiểu học Phú Hữu, tiểu học Trường Thạnh, tiểu học Phước Thạnh, tiểu học Long Thạnh Mỹ, trung học cơ sở Trường Thạnh và trung học cơ sở Phú Hữu, đồng loạt tổ chức lại bữa ăn bán trú sau khi tìm được nhà cung cấp mới,
đại diện các trường đều cho biết, trong tuần qua, việc rà soát hồ sơ năng lực của các đơn vị cung cấp suất ăn sẵn được đẩy nhanh tiến độ. Sau khi rà soát hồ sơ, ban giám hiệu đã phối hợp cùng đại diện cha mẹ học sinh trường đến kiểm tra thực tế cơ sở vật chất tại bếp ăn, quy trình tiếp phẩm, sơ chế và chế biến suất ăn để chọn ra đơn vị phù hợp nhất. Theo đó, tiêu chí quan trọng hàng đầu đối với việc lựa chọn đơn vị cung cấp suất ăn là yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm để đảm bảo sức khỏe và an toàn cho học sinh. Ông Phan Thanh Phải, hiệu trưởng trường tiểu học Phú Hữu, thành phố Thủ Đức, thông tin nhà trường tổ chức lại bữa ăn bán trú sớm hơn so với dự kiến nhằm giúp phụ huynh yên tâm gửi con cả ngày ở trường. Ngay sau khi báo Sài Gòn Giải Phóng phản ánh tình trạng sạt lở, tạo thành hố tử thần nguy hiểm trên tuyến đường quốc phòng ven biển Cẩm Lĩnh Kỳ Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, chính quyền địa phương đã tiến hành khắc phục, san lấp, đảm bảo an toàn. Theo đó, ông Nguyễn Văn Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết, để đảm bảo an toàn cho người dân và các phương tiện lưu thông qua lại, chính quyền địa phương vừa kiểm tra, huy động nhân lực, phương tiện, vận chuyển hàng chục mét khối đất đá, xử lý khắc phục xong tình trạng sạt lở tại hố tử thần trên tuyến đường quốc phòng ven biển nối liền xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên và xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Trước đó, ngày 22 tháng 10, báo Sài Gòn Giải Phóng đã phản ánh do ảnh hưởng mưa lớn kéo dài, nước từ trên núi đổ về mạnh đã khiến nhiều vị trí xung yếu trên tuyến đường quốc phòng ven biển Cẩm Lĩnh Kỳ Xuân bị sạt lở, sụp lún lan rộng, khoét sâu, đe dọa nguy cơ mất an toàn cho người dân và các phương tiện lưu thông qua lại. Tối ngày 5 tháng 11, Phòng Cảnh sát Hình sự BC02, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đơn vị đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Cẩm Nguyên, Nguyễn Văn Ngon, Lê Hữu Nhân, Phạm Duy Khánh về hành vi môi giới mại dâm. Trước đó, trinh sát phát hiện nhà hàng 97 ở số 97 Bít Sương Nguyệt Anh do Nguyên, còn gọi là Nhi, làm chủ và trực tiếp điều hành, có biểu hiện hoạt động mại dâm. Nguyên còn làm chủ một số nhà hàng ở quận 1, quận 5 và hoạt động karaoke không phép. Qua điều tra, công an xác định nhà hàng 97 hoạt động từ năm 2018 đến nay. Nguyên cho các tiếp viên nữ của nhà hàng đi bán dâm, thường xuyên thay đổi phương thức hoạt động, tìm cách đối phó với cơ quan công an. Theo đó, Nguyên trực tiếp chỉ đạo cấp dưới sử dụng các tiếng lóng như ăn cơm, ăn cháo để ám thị việc tiếp viên nữ được phép bán dâm. BC02 đã phối hợp công an quận 1 kiểm tra nhà hàng 97, phát hiện và thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan việc Nguyên tổ chức cho tiếp viên nữ đi bán dâm tại các khách sạn. Thời điểm kiểm tra, nhà hàng có 15 phòng hoạt động karaoke không phép với khoảng 60 tiếp viên nữ. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận sau khi ăn uống, hát karaoke ở nhà hàng 97, khách được ngon, còn gọi là Tuấn, là quản lý môi giới mại dâm với 4 tiếp viên, giá bán dâm là 12 triệu đồng một người một đêm. Từ việc môi giới mại dâm, mỗi tháng hệ thống nhà hàng của Nguyên thu hút hàng ngàn lượt khách và thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.